Hôm qua mình lúc nó mình bảo nó đi mua cái RAM mà để quần em ấy. Nó search ra nó gửi cho chị, em biết nó gửi gì không? Nó gửi RAM máy tính ấy. Nó search chữ RAM ra là máy tính. Chào, chúng ta đang quay trở lại rồi đây. Chị đã quay trở lại với căn bếp. Mà ngày hôm nay chị Yến sẽ quay lại với một số nấu nướng siêu to khổng lồ. Trời ơi, đây hình như là cái số mà chuẩn bị dã man nhất từ trước đến giờ đúng không? Mình đã chuẩn bị từ lúc 5 giờ cho đến bây giờ là 7 rưỡi tối. Chuẩn bị mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi hôm nay thì bọn mình sẽ vào bếp và làm một bữa cơm ngày Tết. Bình thường thì sẽ kiểu toàn nghĩ ra những cái món mà lúc nào cũng khô mai, những cái món mà chiên hot hot mà kiểu được nhiều người thích ấy. Tò mò. Nên là hôm nay bọn mình sẽ quyết định là đổi gu sang một bữa cơm gia đình truyền thống của Việt Nam. Không hiểu sao mà những món kia ấy thì mọi người đã thì thiết là mọi người rất thích đúng không? Nhưng mà khi mà biết là sẽ nấu một bữa cơm gia đình ấy thì ai cũng rất là hưởng ứng, hình như là ai cũng đang nhớ bữa cơm nhà thì phải. Bởi vì trong cái lúc bọn mình chuẩn bị này, cắt cái nọ gọt cái kia rồi luộc gà rồi các thứ thì mọi người cảm thấy là như là không khí ngày Tết ấy. Giống cực ấy, giống không khí ngày Tết cực mà cái hương vị ấy, đúng. Cái hương vị rất là quen thuộc ấy. Bây giờ bắt đầu nhá, Hạnh thì đã luộc sẵn một con gà rồi này. Bởi vì hôm nay số ngày hôm nay khá là dài đấy. Bọn mình có đến tận 6 món à. 5-6 món. Ở đây bọn mình đã có một nồi nước dùng luộc gà rồi, đã ninh thêm cả móng giò và sườn ở trong này rồi nên nồi nước này sẽ rất là chất. Đã cho thêm một chút nấm hương và mộc nhĩ vào đây nên nồi nước này rất là thơm. Đây là một mâm cơm truyền thống miền Bắc mà bọn mình hay ăn vào ngày Tết, thì sẽ có rất là nhiều nguyên liệu để làm các món ăn. Và ngoài ra thì không thể thiếu được các gia vị, và để cho các món ăn đậm đà hương vị hơn thì không thể thiếu đó chính là hạt nêm. Đúng rồi, hạt nêm no là không thể thiếu trong ngày Tết luôn ý. Đúng. Cái món gì liên quan đến ngày Tết ấy mà chỉ cần cho một ít vào thì cũng kiểu trở nên đúng hương vị hơn đi đúng không? Chuẩn. Đúng hương vị của các mẹ. Đây, các bạn có thể thấy nồi nước dùng của chúng mình đang rất là thơm ngon rồi. Cực kỳ nhiều thịt, nhiều xương rồi. Nhưng mà nó sẽ vẫn thiếu đi một cái hương vị gì đấy nếu như mình không cho hạt nêm vào. Cái phần móng với cả sườn thì bọn mình đã làm sạch này, chặt ra và đã đảo qua với một chút gia vị rồi. Bữa ăn ngày hôm nay thì có lẽ là chưa chắc là đã đúng với bữa ăn truyền thống giống hệt bữa ăn ngày Tết, mà nó sẽ qua cái cảm nhận và những cái gì mà bọn mình được biết được từ những món ăn ngày Tết. Rồi mình sẽ làm theo cái cách của mình và những cái ấn tượng của một bữa cơm mẹ nấu vào ngày Tết. Ngày Tết thì lúc nào cũng sẽ ăn như thế, cho nên bọn mình đã quyết định là cách điệu một chút, là không chỉ là canh măng bình thường mà canh măng sẽ có thêm một vài nguyên liệu đặc biệt, và kể cả nem cũng vậy, phải nêm một chút, cho một ít hạt nêm vào. Món nem thì hôm nay bọn mình đã chuẩn bị này: mộc nhĩ, nấm hương, miến, cà rốt, nạc vai xay. Còn đây là hành tây. Và nguyên liệu đặc biệt ngày hôm nay mà bọn mình cho vào đấy là bề bề bọn mình đã hấp này, lột vỏ này và sau đấy cắt nhỏ ra cho vào đây nha. Chị ơi, cho thêm ít hành không? Hình như là món này mình còn thiếu giá đỗ Hạnh ạ. Đúng chị ạ. Mọi khi ở nhà em còn hay cho củ đậu nữa. Ngoài ra thì mình sẽ phải cho thêm một chút trứng và một chút dầu ăn vào đây, thêm một ít gia vị và đường cho nhân nem nó thật là đậm đà. Ui, đây nhá, thật sự là toàn là những món mà rất quen thuộc ấy. Thế nhưng mà để mà nói cách làm, quy trình làm từ đầu, phải mua những nguyên liệu gì thì đúng là bọn mình kiểu tự nhiên bị ngớ người ra ấy, không biết là biết đâu nha. Không biết là nó đã đủ chưa ấy. Bình thường những cái món này mà làm ở nhà là hầu như là toàn là mẹ chuẩn bị, xong bọn mình chỉ kiểu le ve làm cùng đúng không? Đúng. Tết năm nay là Tết đầu tiên mà cả hai chị em mình đều lấy Tết đầu tiên nhà chồng đấy chị ạ. Trời ạ. Này, đấy, nói em nhớ. Chỉ khoảng 4 tuần trước các bạn, tôi vẫn không ngờ rằng mình sẽ lấy chồng. Mà Tết năm nay đã phải ăn Tết ở nhà chồng rồi. Đấy. Nên là đây có thể coi là một bữa tập dượt. Hình như là cái chuyên mục vào bếp này có duyên đấy các bạn ạ. Mới đầu mình nghĩ là mình nhế cơ, sau khi có chuyên mục vào bếp này là đều lấy được chồng. Đầu năm một cô, cuối năm một cô, rất xong. Hay thật. Đấy, cho nên cô nào mà muốn lấy chồng rồi, kế nhiệm. Văn phòng mà có một cô đang ế mà không biết làm nào. Thơm. Nếm thử một chút. Ui, cái hương vị ngày Tết quá, mùi ngày Tết quá. Chỗ này chắc phải bao quả trứng này nhỉ? Ai? Trời ơi, chị ơi, nếm thử đi. Siêu vừa luôn. Thôi. Trời ơi, ngon dã man luôn ý. Thật sự. Ngon thật đấy. Thật sự. Này, tại sao ấy, cái món ngon như này mà ngày Tết mình có thể kiểu làm ngơ được nhỉ? Nước ngọt. Này, có phải là do hạt nêm cừ no không? Thịt thăn, xương ống và tủy không? Mình sẽ cho vào đây một chút hạt nêm. Mình sẽ cho một chút dầu ăn. Cho thêm tí đường. Cho thêm một tí đường.
Ui, có mâm này. Nó giống giọng cỗ quá. Lại còn có bông hoa đào. Có bông hoa giò đấy. Ừ, hoa mai. Chính ra em nói chị mới nhớ ấy. Đây là một màn tập dượt đấy. Đúng. Các chị chắc chắn với em điều là cả hai chị em mình chưa bao giờ tự chuẩn bị mâm cơm ngày Tết ở nhà. Đúng. Thực ra em có làm mâm cơm cũng gần gần như này thì em cũng làm rồi. Nhưng mà sẽ kiểu có mẹ hỗ trợ rồi chuẩn bị cho đúng không? Thì mẹ nguyên liệu sẵn đấy. Đúng rồi, mẹ sẽ mua nguyên liệu, mình sẽ không phải đi chợ. Còn nếu mà bảo là đi chợ xong rồi phải mua những cái gì để nấu cơm ngày Tết thì chắc là sẽ bối rối đấy. Ừ, bối rối mà. Thì có bao giờ đi chợ không? Là hôm nay như là một màn tập dượt của chúng tôi. Tết này tự tin tỏa sáng. Cứ ngửi mùi nem này mình nhớ đến đêm 29 Tết. Đêm 29 Tết nào thì nhà mình cũng quấn nem đến tận khuya ấy. Bởi vì sẽ quấn kiểu cả một mâm, nồi đúng không? Mâm rất là to để xong cất đi. Và thậm chí là còn kiểu một nhà làm xong rồi chia cho nhiều nhà ấy. Đấy, rán nem ấy, cái miếng đầu tiên mà các bạn cho vào xong rồi nó chín ấy. Ui, cái miếng này nó tuyệt vời lắm ấy. Kinh nghiệm của nem của em là sẽ cho một bát nước và một ít giấm vào bên cạnh để phết vào nem, thứ nhất là cho nó đỡ bị khô và thứ hai là cho vỏ nem vào giòn. Chuyên nghiệp đấy. Chị tin em, Tết này tỏa sáng. Phần cà rốt này là mình dùng để là pha nước chấm tí nữa. Trước khi pha nước chấm là mình sẽ phải ngâm một ít giấm vào đây để tí nữa thả vào nước chấm và nó trôi lên ấy, các bạn nổi lên ấy. Hồi xưa ấy, lúc mà mình chưa lấy chồng đâu, mình mới kiểu đến nhà anh Quân chơi như kiểu người yêu thôi ấy. Nước chấm nem là món đầu tiên mình được mẹ chồng khen. Pha nước chấm ngon thế. Xong rồi bảo là pha thừa ra để cất đi ăn dần cơ. Ui, kinh không? Em ở nhà là em cũng pha nước chấm ngon đấy chị ạ. Nước chấm ngon đúng không? Ngon. Nước chấm là linh hồn của một món ăn đấy các bạn. Đúng. Em thì thường là pha theo công thức là một nước một giấm, hai nước mắm, một đường. Xưa mẹ mình ấy tỉ mẩn ấy đến nỗi là quấn cái nem mà nó nhỏ như này, nó bằng nửa ấy, để kiểu một miếng là vừa miệng luôn ấy. Ui, quấn cái nem này dã man luôn ấy. Tết thì quanh đi quẩn lại sẽ chỉ có vài món này thôi thì mình sẽ cảm tưởng là sẽ bị ngấy á, chán. Nhưng mà không có những món này thì không gọi là Tết nữa. Đúng. Cảm tưởng xem một ngày nếu không có cái món này, thay vì Tết mình sẽ ăn pizza. Đúng rồi. Mình sẽ ăn gà rán thì thực sự là nó không còn không khí Tết nữa. Không còn là Tết nữa. Vừa thả cái nem phát thì các bạn sẽ lăn luôn. Lăn tròn như này luôn này. Đấy, vừa thả và lăn thì nó sẽ rất tròn nè. Chị lăn đây chị lăn toàn bộ. Lăn theo cái chiều mà cái quấn này này thì nó sẽ không bị tung cái vỏ ra. Và cái nem nó sẽ rất là tròn lẳn. Pha nước chấm, thử pha được công thức của Hạnh và sau đấy mình sẽ nếm thử. Một thìa đường. Ba thìa nước mắm. Em pha 2 thôi mà thôi. 2 thìa nước mắm. Ba đi, tại em nghĩ là cái thìa hơi bé. 3 thìa nước mắm. 1,5 thìa đường. Và 3 thìa giấm đúng không? Thìa rưỡi thôi chị ơi. Nhỏ cho 2 thìa đi. Nhưng mà cái này của em chua rồi đấy. Chua rồi. Sau đấy sẽ cho nước lọc vào. Bình thường nước lọc thì em chỉ cho khi nào mà màu em thấy là ok là được. Sau đấy sẽ đập tỏi, cho một ít hạt tiêu và cho cái dưa gót này vào. Ủa, chị thấy nổi không? Dưa gót nổi không? Tuyệt vời đấy. Cái này là em Huyền nhá. Em Huyền tỉa cà rốt nhá. Tiểu hoa. Tuyệt vời. Hơi chua rồi. Bởi vì là cà rốt đã ngâm trước giấm nên là cho vào nó sẽ hơi chua. Mình rất thích là cái nước chấm này cho một chút hạt tiêu vào, rất là dậy mùi. Ừ, rất là dậy mùi luôn. Ui, nhìn mùi, cái mùi tỏi với hạt tiêu ấy nó làm kiểu nếu mà không có hai cái đấy nó chưa lên ra được rõ vị đâu nhá. Đúng. Ngon lắm. Để phun nước bọt. Xong rồi. Rồi, xong rồi em. Bởi ra mâm. Ui, trời ơi. Mùa Tết quá. Bây giờ sẽ đến phần xào rau. Ui, lấy kích phết nhỉ. Thế mới biết là kiểu các mẹ sao phi thường đấy nhỉ. Đúng. Hạnh ơi, trông em chuyên nghiệp cực luôn ấy. Rồi. Cái chảo này trông giống như y hệt như một siêu đầu bếp ấy. Mỗi lần xào này chị em nhớ gì không? À, quảng cáo hạt nêm. Ừ, đây. Hôm nay cũng như là quảng cáo hạt nêm nhá. Rồi. Quay ở đây vậy. Các bạn thấy giống trong trên TV không? Rồi. Thấy cần no là thấy Tết. Xong rồi phải. Đề nghị edit chèn tí thì uốn khói bay vào lỗ mũi. Nhưng mà đúng là các món xào với cả các món nấu canh thì thường là những ngày Tết thì không thể thiếu hạt nêm được. Nó rất là tiện ý, mà chỉ cần cho vào phát là nó sẽ kiểu tăng cái hương vị liền. Rồi, xanh quá, xanh gì mình luôn. Mình sẽ cho ngô với cả mộc nhĩ à, cho mộc nhĩ vào luôn đúng không? Nhĩ nấm hương luôn đi. Mà thực ra mấy cái này nó có độ chín em thấy là đều tương đương lâu như nhau. Mỗi cà rốt thôi. Bình thường thì cái này mẹ em xào sẽ cho thêm lòng mề gà hoặc là cho thêm thịt bò. Đúng rồi, thường thì súp lơ xanh chị thấy là hay nhất là sẽ xào với cả thịt thăn ý, thịt thăn thái miếng. Còn lòng mề gà thì xào với dứa ấy nhỉ? Đúng, hợp. Thái hành hành này, mùi tàu và rau mùi để cho vào canh măng. Còn hành củ thì mình đã sắt sẵn ra đây này. Canh măng này không thể thiếu hành củ. Còn này mình không ăn. Cái chảo xào của chị mình có hơi nhiều không chị? Em thấy có vẻ là hơi nhiều đấy. Chị thấy chảo nào của chị em mình cũng nhiều. Ôi, chết rồi, lại ngon quá rồi. Được rồi, để cho cái đầu hành vào để chân hành này.
Ui, trông cũng hấp dẫn đấy. Chị wow, rồi, rồi chị múc kèm ơi. Ui, này là ăn là lợi sữa lắm đấy này. Mình múc ơi, món này tốt cho cháu này em ơi. Ôi, này chị thấy hương vị giống phết rồi đấy, mùi ý. Rồi. Bê. Công đoạn nguy hiểm nhất của ngày hôm nay đấy là chặt gà. Em rất sợ cái cảm giác con dao nó cứ bụp giữa vào tay sao ấy. Sợ ấy. Ở đây thì ở văn phòng có một người biết chặt gà thì đi về mất rồi. Nên là thôi mình đành phải search ở trên mạng cách chặt gà nguyên con đơn giản. Ôi. Được, thành công với cổ. Dao của người ta sắc người ta chỉ cần một nhát thôi. Trông hơi nát. Mày cười gì? Cười gì đấy hả Sơn? Mày ra đây mày chặt đi. Đấy, ra đây mày chặt. Em được xem của em làm rất nhiều, chưa bao giờ em làm. Đấy, em bây giờ thị phạm. Cho tí lửa. Rồi. Cái đùi bên này đã chín này. Cái chị vật gà này. Thôi để tao dùng dao cho nhanh đi mày. Tao dùng kéo nhanh. Rồi đàn ông lên nào Sơn. Một phát dữ quá nào. Không dứt được đấy. Có tay. Thôi chảy cả tay này. Cũng thế nhỉ. Cả tay nó chảy như này mà. Ờ, khi anh thưởng là bình thường lại đã chặt xương nữa không? Nhá. Ui. Ui, nhất được cái phát. Nhìn bà Yên chặt trong cái nhà nhé nháy. Rồi. Ok. Cắt miếng. Xong người ta có thể bình mà chẳng phát được như vậy đó. Em ơi bình tĩnh em ơi. Dứt khoát mà em. Em dứt khoát mà. Sức mạnh dồn vào tay. Đấy. Không dễ thế đâu. Nhìn ở ngoài thế thôi, nó không dễ thế đâu. Sao mày đi hả Minh Ngũ? Mày đổi con nữa đây. Đâu đổi con tao, tao phải cắt con tay này. Sao Minh Ngũ chặt tao được luôn, mày không chặt được luôn. Nó rút quá. Nó chặt rút quá. Many hours later. Một video mâm cơm gia đình cho nên là cái việc ăn thử nó cũng phải thật là đầm ấm. Mọi người đã vào ăn cùng với các bạn mình. Thì các bạn biết không, có một người vẫn đang ngại làm dâu xoa đùi nãy giờ. Ăn đi cháo. Eo thề luôn, kiểu về nhà làm sao mà bắt ăn đầu ăn không câu. Thôi bọn mình ăn đây, tạm biệt các bạn. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.